Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc Android TV Box của VTV Go. Đây là sản phẩm của VTV, vì vậy là nó sẽ xem được những cái kênh truyền hình của VTV miễn phí. Ngoài ra thì chúng ta sẽ truy cập được những cái thư viện phim rất là hay của VTV Go. Sản phẩm này đã tích hợp cả đầu mic K cộng, các bạn có thể xem truyền hình K cộng trên đây. Đây là thông số của đầu thu này, chúng ta thấy RAM là chỉ có 1GB thôi. Với đầu thu này chúng ta có thể xem được TV này, xem lại TV này, xem phim, xem YouTube, Internet và chơi game. Và đây là mã của sản phẩm VTV Go. Trong gói sản phẩm nó sẽ có cái cáp HDMI này, dây AV và điều khiển từ xa. Bây giờ nó sẽ dùng thử cái đầu này. Chúng ta thấy ở phía sau thì có cái cổng kết nối là HDMI, cổng nguồn, công tắc nguồn và các cái cổng USB. À, bây giờ nó sẽ khởi động lên bằng cách là bấm nút gì ạ? Công tắc nguồn đây. Sau khi khởi động thì nó sẽ mặc định là xem TV. Để xem các chức năng khác thì bạn sẽ bấm trên điều khiển đấy. Chúng ta có những cái nút bấm nhanh như là xem phim hay gì đó. Thì ở đây tôi sẽ bấm vào nút là menu. Thì nó sẽ hiển thị ra chúng ta xem truyền hình hay là xem các chương trình gì. Đầu tiên ta sẽ thử nghiệm cái menu truyền hình. Tại đây thì các bạn sẽ xem được cái danh sách các cái kênh. Tại đây thì các bạn sẽ thấy là danh sách các kênh mà VTV Go đang phát. Đây là cái kênh miễn phí, khá nhiều kênh. Còn nữa là các kênh truyền hình địa phương. Ở đây đang có 47 kênh. Tiếp theo có chức năng là xem lại. Tôi rất thích chức năng này. Ở đây sẽ chiếu toàn bộ các chương trình được phát. Ví dụ ra xem ở VTV1 và ta sẽ chọn cái ngày ở đây. Bạn có thể chọn ngày. Sau đó chọn ngày thì trên này sẽ hiện ra những chương trình chúng ta xem lại được. Bạn sẽ xem theo khung giờ. Và muốn xem nào thì các bạn sẽ chỉ việc gì ạ? Bấm vào đây nó sẽ khởi động cái chương trình xem lại. Rất là hay. Trong quá trình xem thì các bạn có thể chọn được cái gì ạ? Chất lượng hình ảnh. Maximum đây là chất lượng 720. Tiếp tục chúng ta có thể xem phần lưu trữ video bằng tin tức. Thì nó sẽ list ra những cái video tin tức theo các cái phân loại. Và các bạn có thể gì ạ? Bấm đây để xem lại rất là dễ dàng. Dưới tin tức là kho phim. Rất là hay, kho phim này sẽ chứa toàn bộ các cái phim đã phát được trên VTV1 hay là V3 chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như là bấm vào mục phim truyện, các bạn sẽ thấy một số phim như là Về nhà đi con này, Đánh cháo số phận hay Mê cung này. Thì mỗi khi các bạn bấm vào cái mục phim này, chúng ta sẽ thấy là danh sách từ tập 1 rất đầy đủ. Ví dụ đây chúng ta muốn xem tập nào thì bấm đấy. Đây là xem tập 2 chẳng hạn. Và trong quá trình xem có thể tua đi tua lại được. Đây là xem lại bộ phim. Rồi đây là kho ứng dụng, là sẽ chứa các cái ứng dụng cài đặt trên hệ điều hành Android của bạn. Ví dụ các bạn có thể mở ứng dụng K cộng ra chẳng hạn, hoặc là các bạn cài thêm được vào bằng cái chợ CH Play. Đây là tôi mở ứng dụng K cộng. K cộng này thì các bạn có tài khoản, các bạn sẽ xem bình thường. Ở đây thì các bạn thấy là có cả cái CH Play, cửa hàng Play để các bạn gì ạ? Cài các phần mềm các bạn mong muốn. Tại đây thì các bạn sẽ cài phần mềm như trên điện thoại thôi. Gần như các phần mềm nào bạn cũng sẽ có thể tìm kiếm được. Tiếc là bộ nhớ chỉ có 1GB nên chạy có thể bị chậm. Ở dưới này chúng ta sẽ có mục cài đặt. Ở đây chúng ta có thể cài đặt Wi-Fi hay là những cái thiết lập về tín hiệu ra v.v. Phần này là phần tài khoản và các cái ứng dụng thường dùng, ví dụ đây là YouTube, bạn có thể bấm đây để xem. Thì trên đây là cái đầu VTV Go, hy vọng sẽ hữu ích các bạn để các bạn lựa chọn cái đầu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.